Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2019, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một vị khách đến từ Hải Phòng. Và hiện diện tại cửa hàng thì đang có hai đoàn khách và vị khách đến từ Hải Phòng. Vâng, bác xin được giấu tên và giấu hình lên kênh, thì cửa hàng chỉ thông báo những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng thôi. Vâng, một chiếc đầu CD Acouphony DP510 mới về thì trong ngày hôm nay thì đã được nhận chủ mới. Vâng, chiếc đầu thì bác cũng chỉ thẩm âm vài phút thôi, thì cửa hàng thông báo hàng về thì bác đã xem rất là chi tiết rồi. Và chiếc đầu DP510 thì chưa qua sử dụng, đây là hàng trưng bày. Vâng, vậy âm thanh Đức Hạnh làm một clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh được biết những sản phẩm nên được những vị khách hàng yêu thích và lựa chọn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Và trong clip của buổi tối ngày hôm qua, cửa hàng thông báo hàng về thì có hai chiếc đài, một chiếc A5 và một chiếc Sharp V2. Và chiếc Sharp V2 thì tại thời điểm này cũng đã được nhận chủ mới rồi. Và vị khách hàng đến từ Nam Định, anh cũng đã lựa chọn một chiếc đài Zevox hôm trước. Vâng, đây là một chiếc đầu DP510 còn nguyên thùng hộp. Và hiện tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn còn những chiếc đầu CD Acouphony DP65V và DP67. Và tiếp theo trong những ngày tới thì cửa hàng tiếp tục cập nhật những chiếc đầu CD Acouphony dòng cao cấp về để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các sản phẩm audio, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn những vị khách đã đến trực tiếp cửa hàng thẩm âm và chiêm ngưỡng những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Xin thân ái chào tạm biệt.